lại vàng trước đúng không? Đúng. À. Hai lần. Xong rồi. Đúng rồi, hai lần. Vàng. Rồi đúng. Và tới lần tới thứ hai. Rồi tiếp tiếp. Qua bên này. Rồi, đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Nè mày coi. Tao nhớ bài mà. Coi được không? Được chưa? Thấy được chưa? À, cũng được. Vậy giờ quay thiệt nha, lần này là quay thiệt nha. Nhảy cho đẹp nha. Rồi, rồi. 1 2 3. Đúng rồi, bên kia. Đúng rồi. Tiếp. Ồ, oh, ok xong. Nè mày coi nè. Biết đâu đăng này lên cái mày nổi tiếng. Thì mốt mày nổi mốt tao nổi tiếng rồi thì mày làm trợ lý cho tao. Chưa. Có chừng tới đó mày quên tao thì có. Quên đâu quên. Thôi để tao đăng lên. Để sửa xíu đây. Đăng nè. Ô mà giờ này đăng lên kênh của tao hay của mày? Thì đăng lên kênh của mày đi. Có gì đâu. Có gì tao mày làm chung mà, hưởng chung. Rồi, vậy nha. Ừ. Để tao sửa cái rồi mình đăng. Ơi, chỉnh cho tao đẹp đẹp xíu nha. Biết rồi, mày khỏi lo đi. Vô tay tao là bá cháy. Cho tao coi với rồi. Rồi, xong rồi đó. Bó được không? Bó lên đi. Rồi, bó nha. Ừ. Xong. Xong. Tuyệt vời. Nè. Thời gian của anh là vàng là bạc nha. Anh đang làm việc lu bu công ty. Em tới công ty tìm anh. Có chuyện gì muốn nói, sao nói ở công ty. Mà kêu anh ra quán cà phê rồi ngồi đây nhìn, bốn mắt nhìn. Chuyện là em muốn anh giúp. Em lừa con nhỏ bạn. Nè, anh nói cho em biết nha. Anh bước ra làm ăn, cái gì có uy tín, không có lừa gạt gì ở đây nha. Em chỉ cần anh giúp cho em một lần này thôi. Chuyện là em có quay cho nhỏ bạn em một cái clip nó nhảy. Em up lên mạng thì cái clip đó hot lắm. Doanh thu cũng nhiều. Mà nó cứ đòi chia với em hoài á. Bạn em nói vậy là đúng rồi. Hình ảnh là của bạn em. Tuy em đăng trên kênh của em, nhưng mà giờ doanh thu á, em thì chia cho bạn em ra đúng. Bỏ cái tính đó đi nghe chưa? Không phải đâu, cái này là bất đắc dĩ thôi. Em đang kẹt cho nên là em phải dùng cái số tiền đó để xoay sở á. Kêu anh đồng phạm với em đi lừa bạn em lấy tiền. Hay quá. Anh giúp em đi là em chỉ cho anh một mớ. Cái này là không phải là anh muốn trở thành đồng phạm của em đâu. Nhưng mà thấy em thiếu nợ, đây là anh giúp em thôi. Gì? Cái này nè, anh có cách này nè. Em nói Dương Linh bạn em, đúng là clip này up lên á là có doanh thu. Nhưng mà clip có âm nhạc nên đánh bản quyền. Giờ clip lên rồi, người ta đánh tiền bản quyền nên doanh thu không còn nữa. Hiểu anh chưa? Giỏi thiệt luôn á, em nhờ đúng người. Cái này là anh giúp đó. Nhưng mà lời hứa, đã hứa thì phải thực hiện. Nhớ nha. Em nhớ mà. Ủa, biết tao đây luôn. Đâu vậy? Ê Ngân, sao mày nói với tao là cái clip của tao hết kiếm được tiền rồi? Vậy sao tao thấy mày đi shopping, rồi mày mua xe mới? Mày gạt tao để kiếm tiền xài một mình hả? Mày bị điên hả? Tao giấu mày cái gì? Tiền mẹ tao gửi cho tao thì tao mua thôi, liên quan gì tới tiền đó đâu. Thôi, mày đừng có chối. Tao biết hết rồi. Mày có tin á là tao thương mày vì cái tội chiếm đoạt tài sản của người khác không? Cái gì? Chiếm đoạt tài sản? Chiếm đoạt cái gì của mày? Cái clip là tao tự quay, tao tự edit, rồi tao up lên kênh của tao. Tiền đó thì tiền của tao, liên quan gì tới mày? Muốn có tiền xài á thì tự quay clip mà up lên đi. Nhưng mà cái đó là công sức của tao nhảy cả buổi trời. Mày chỉ đăng clip lên thôi. Mày giờ mày lật lọng hả? Cái đó là tại mày ngu thôi. Ê, bạn bè ở nhau bao lâu mà giờ mày nói được vậy với tao hả? Mày có tin tao thua mày với cái tội cướp ý tưởng như là chiếm đoạt tiền của người khác không? Cái gì? Mày thua hả? Mày thua đi, mày thua lên tới trung ương, tao cũng không có sợ nữa. Cái đó bản quyền của mày hả? Ở đâu ra? Tao với mày từ đây không có còn là bạn bè gì nữa. Để tao coi chừng nào cái kênh của mày nó bị sập.
Thưa anh, với cái câu chuyện ngày hôm nay thì với cái trường hợp này thì điều có đúng hay không và có ảnh hưởng tới cái đối tượng kia không ạ? Vâng, theo cái luật sở hữu trí tuệ, quyền sáng tạo ra là phải là người phải sáng tạo trực tiếp. Có nghĩa rằng sáng tạo là cái người đó họ phải thể hiện tác phẩm của mình là qua việc trực tiếp chứ không thể là gián tiếp được. Yeah. Như vậy thì cái người quay clip là trình chiếu cái TikTok trên trang web của mình thì không phải là quyền tác giả. Thì trong trường hợp nếu mà cái việc mà trình chiếu lên thế này không được sự đồng ý của quyền tác giả là cái người biểu diễn thì họ có quyền yêu cầu cái người trình chiếu đó phải chấm dứt. Và chưa kể là nếu người mà quay clip đó mà họ đã có doanh thu từ tiền, từ vật chất thì cái người của họ có quyền yêu cầu anh phải trả lại tiền cho tôi hoặc hai bên phải thỏa thuận thanh toán về cái tiền như thế nào. Còn nếu không chấm dứt được thì phải ra tòa án để giải quyết. Ở đây chúng ta có thể hiểu một cách cụ thể hơn, đó là cái quyền tác giả đó phải được sự đồng ý của cái người đang thực hiện cái việc trình chiếu đó và cả cái đối tượng luôn, bằng cái hợp đồng rõ ràng như thế nào giữa hai người, đúng không anh? Dạ đúng rồi. Vậy thì với trường hợp ví dụ như hình ảnh của mình bị một đối tượng khác sử dụng và phát tán ở trên mạng thì lúc đó chúng ta cần phải làm những điều gì? Vâng, thứ nhất là chúng ta cần phải hiểu rõ về cái quyền sở hữu về quyền nhân thân. Dạ. Họ đưa hình ảnh của mình, tên tuổi của mình lên các cái phương tiện thông tin mà không được sự đồng ý của mình, cho dù là họ đưa lên mặt với cái tác dụng là tốt đi, yeah, viết bài BA rất tốt đi cũng không được nếu mình không cho phép. Yeah. Khi mình không cho phép thì yêu cầu họ phải chấm dứt ngay cái việc đó, họ phải gỡ xuống. Yeah. Còn nếu họ khai thác, mình chứng minh được họ lại khai thác hình ảnh từ tên tuổi hình ảnh của mình thì mình yêu cầu họ phải trả lại cái khoản tiền cho mình. Còn nếu mình khi mình yêu cầu rồi họ không chấm dứt thì mình có quyền làm đơn gửi đến tòa án yêu cầu họ phải chấm dứt và gỡ bài xuống. Và còn nếu cái bài họ đưa lên mang giống như chúng ta gọi là ảnh hưởng uy tín, danh dự, bôi nhọ giống như chúng ta thấy hiện nay vừa qua. Yeah. Mà chúng ta có quyền yêu cầu khởi kiện ra tòa án, yêu cầu buộc những người đưa các hình ảnh tên tuổi của tôi mang tính bôi nhọ xúc phạm chấm dứt ngay và phải cải chính xin lỗi rồi. Yeah. Ở đây chúng ta thấy là có một cái vấn đề khá nổi cộm trong thời gian đấy, đó là các nghệ sĩ rõ ràng là họ đã có một thỏa thuận với nhà sản xuất để quay một chương trình. Em nói ví dụ một chương trình về giáo dục hoặc về y tế gì đó, sau đó thì lại sử dụng những hình ảnh đó để cho cái việc quảng cáo. Thì ở đây chúng ta thấy trước mắt là có cái sự thỏa thuận rồi, nhưng sau đó cái việc sử dụng sau cái hợp đồng thỏa thuận đó lại là một cái câu chuyện khác. Thì lúc đó mình sẽ yêu cầu như thế nào? Trường hợp đó thôi, đầu tiên chúng ta là phải thu thập được cái chứng cứ. Dạ. Và cái việc họ đang sử dụng cắt ghép hình ảnh của mình để trong cái mục đích khác. Dạ. Trái với cái thỏa thuận ban đầu. Dạ. Của cái nghệ sĩ và cái đơn vị đó thì chúng ta có đầy đủ chứng cứ rồi, chúng ta yêu cầu gửi làm văn bản đề nghị cái đó, họ thứ nhất họ phải chấm dứt, và thứ hai là nếu mà họ có đã có hưởng lợi nhuận khai thác thì phải trả lại cái phí cho mình. Dạ. Còn nếu họ không chấm dứt hành vi đó, chúng ta có quyền gửi đơn đến tòa án yêu cầu tòa án họ sẽ khởi kiện ra phải bồi thường toàn bộ thiệt hại, cũng như tòa án phán quyết chấm dứt cái việc sử dụng hình ảnh lên. Chúng ta hoàn toàn có quyền yêu cầu luật pháp để can thiệp để bảo vệ quyền. Thưa quý vị, hiện nay chúng ta thường hay có quan niệm mạng xã hội nó như một cái cổng thông tin lớn và chúng ta có quyền làm tất cả những điều mình thích. Nhưng chúng ta phải nhớ là bên cạnh cái việc chúng ta thích thì có những việc chúng ta sẽ không được làm và được quy định quy chế bởi pháp luật một cách thẳng thôi. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Đến đây thì cho phép Đình Toàn cùng luật sư của chúng ta ngày hôm nay, luật sư Đàm Bảo Hằng, gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin chào quý vị khán giả. Bây giờ nếu mà không trả nữa nha, đừng có trách tôi á. Tôi đi thưa là má anh ơi đang giữ con tôi trái phép á. Không có pháp luật nào mà đi ngăn cản cái quyền đó hết trơn. Đoạn giữa mà lại không được sự đồng ý của người mẹ thực tiết trường hợp này thì là có hiệu quả vi phạm tội là cưỡng đoạt trẻ dưới 16 tuổi. Vâng, trong trường hợp này thì có bị khung hình phạt từ 3 năm tù giam